Mở tất cả bình luận. Comment cho tất cả bình luận cho anh. Đến lúc anh sẽ mang thế giới tiên cá trở lại Việt Nam rồi. Mở khóa video, mở tất cả bình luận. Tiếp tục cái này. Mở hết 1.000 cái kênh YouTube của anh lên. Ghê thật chưa? Không có YouTuber nào ở Việt Nam nhiều kênh như Tiêu đâu. Anh mở hết thì tụi em chỉ có nước mà chuẩn bị úng trong thông tin dữ liệu của anh. Khóa clip hả? Bật lên hết. Ai da. Sự nổi tiếng là do Tiêu tự tạo ra cho Tiêu. Chả ai cho Tiêu được gì đâu. Public kinh nghiệm thiết kế website phần mềm quảng cáo dạy bơi tiên cá làm hoạt động môi trường giải cứu động vật cứu thế giới tất cả tiền của tiêu tán để bảo vệ môi trường để làm mọi thứ nhưng rồi Covid nó vẫn phải xảy ra. Nó vẫn phải chọn lọc tự nhiên. Rồi mở hai kênh trước. Nhiều clip lắm cơ. Clip này làm cái gì vậy? Lái xe công an à? Tại sao clip này là lái xe công an nhờ? Rồi bây giờ mình sẽ chọn cái nào là trẻ em. À, mở tất cả bình luận rồi. Cái nào là trẻ em thì cái nào. À, người lớn thì mình chọn người lớn. Người lớn. Người lớn. Có con nít thì mình sẽ cho thành trẻ em. Hai thứ rắc rối nhất trên thế giới này chính là phụ nữ và trẻ em. Nhưng không có họ thì không có vui. Nhưng mà họ sẽ làm cho chúng ta hủy hoại. Trẻ em và người lớn. Người lớn không? À, người lớn thì bỏ ra. Người lớn bỏ ra. Đi vườn thú ở Nhật. Người lớn. Cái này là trẻ em giữ. Thế giới tiền cá mới rồi. Thế hệ mới rồi. À, người cá hắc ly trẻ em người lớn cái này hả chắc là người lớn lớp học người cá hả chưa sửa lại thông tin sửa một kênh YouTube này trước đã người lớn hả ồ nô này không phải đâu. Này mới là người lớn nè. Xóa 2 tỷ view rái cá. Cũng chỉ vì Cũng chỉ gì. Đến lúc phải phán xét công bằng rồi. Từ bi làm chi nữa tới ô nè. Từ bi nó khinh thường mình đó. Người lớn. Người lớn hả. Người lớn. Người lớn. Người lớn. Ô cái này mình làm gì cái đuôi cá bay cao dữ ta mình chứ ai người lớn người lớn người lớn ủa sao cắt móng chân nữa ta người lớn clip gì không à người lớn thú thú của tôi thú người lớn người lớn người lớn tội nghiệp các con quá anh gì nghe lời mấy cái tổ chức dởm hại tương lai của con để làm bài học anh biết nhưng anh vẫn làm bởi vì anh muốn chứng minh cho thế giới này thấy ai là người có thể cứu ông dân thật sự Odin
tất cả còn lại là cho trẻ em hết. Khóa bình luận lại, mà có mấy đứa nít khỏi cho nó bình luận luôn. Cho mấy em nhỏ xuất hiện lên đây để mấy em nổi tiếng, để mấy em hỗn láo, để mấy em muốn nói gì nói. Đây, không có tôi ôn đăng tụi em lên đây thì tụi em cũng chỉ là chả ai biết tới. Thành tiên cá thì anh còn cho lên, còn không thì anh cho dập xuống. Vậy thôi. Thế mà anh truyền thông quảng cáo là anh quản lý mà em. Ơi. Cái này thì sao ta? Ơi, lấy một cái câu quảng cáo vô, xưa giờ chưa chưa đặt câu quảng cáo để cho cái tụi Tiki Lazada sen đỏ nó bán đồ dởm dụ cho em làm tiên cá giả. Dụ cho em làm tiên cá giả hả? Tụi em hả? Không có tài năng thật sự mà đặt quảng cáo bậy bạ hả? Tới lúc anh quảng cáo rồi nè, coi mấy em sống nổi không? Lừa đảo. Sự từ bi của anh tột đỉnh không còn nữa đâu. Bây giờ anh sẽ phán xử công bằng. Có tài thì chơi, tài năng thật sự thì thể hiện. Lừa đảo hả? Hỗn láo hả? Phỉ báng tiên cá hả? Để coi tương lai em được tới đâu. Nếu không có tiêu luôn, không có sức khỏe, thiếu trí tuệ mà dám thể hiện. Ok, những cái này sẽ được đánh dấu là cho em rồi. Ok, mở bình luận hết chưa để coi coi. Check in. Ai, 3 năm rồi mới mở bình luận đó. Để cho mấy đứa YouTuber xàm nó nổi tí. Nó gieo rắc cái ác cho nghiệp quả cho nó đã đi. Phán xét cho nó dữ lên đi. Cho nó lên đường hết đi rồi anh sẽ quay lại. Tại sao lại không nhỉ? Tiếp tục.